nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đã đến thăm chúc mừng cán bộ, y bác sĩ và nhân viên y tế Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp đến cán bộ, y bác sĩ và nhân viên y tế của đơn vị, đồng thời đánh giá cao và tri ân những đóng góp quan trọng của Trung tâm Cấp cứu 115 trong suốt thời gian dài ứng phó đại dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Trung tâm Cấp cứu 115 cần tiếp tục nêu cao trách nhiệm, phát huy kinh nghiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng cao như hiện nay.